Thưa quý vị, ở Nhật Bản, một khối không khí lạnh đã mang tới đợt tuyết đầu mùa và đến sớm hơn mọi năm ở thành phố Hokkaido và Aomori. Mọi người đi bộ trong lớp tuyết rơi dày đặc. Thành phố Aomori là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nơi ghi nhận lượng tuyết rơi nhiều kỷ lục hàng năm. Có khi lượng tuyết rơi dày đến mức có thể phủ kín cả tòa nhà 2 tầng. Hokkaido thì cũng là một địa điểm trượt tuyết nổi tiếng của Nhật Bản. Dự báo không khí lạnh và tuyết rơi sẽ kéo dài ít nhất là cho tới ngày thứ ba. Ngoài hai địa điểm này ra thì một số vùng phía Bắc của Nhật Bản cũng đã bắt đầu có tuyết rơi. Người dân được cảnh báo là cẩn thận đi lại khi mà đường trơn trượt do tuyết rơi dày. Còn tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc thì trong những ngày cuối thu này, thú vui của người dân là đi ngắm những chiếc lá vàng, lá đỏ cuối cùng trước khi bước vào mùa đông giá lạnh kéo dài 4 đến 5 tháng. Những người không thích quá ồn ào, quá đông người thì thường tìm đến những cánh rừng nhỏ hay những công viên rộng lớn ở ngoại ô thay vì những điểm du lịch. Phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam đã kịp ghi lại phong cảnh mùa thu tuyệt đẹp của Bắc Kinh. Tranh thủ những ngày thu còn sót lại trước khi đón một mùa đông kéo dài đằng đẵng, người dân thành phố Bắc Kinh hay chọn những công viên hay là những rừng cây ngân hạnh lá vàng rực rỡ như thế này, một kiểu du lịch hầu như không tốn tiền. Thôn Trương Cái Trang, Sương Bình, cách trung tâm Bắc Kinh chưa đầy 50 km, được người dân thành phố biết đến là nơi có rừng ngân hạnh tự nhiên với hơn 800.000 cây, từ vài đến vài chục năm tuổi. Từ giữa tháng 10 đến gần giữa tháng 11, nơi công cộng này đã trở thành điểm đến để người dân nội ô ngắm lá vàng mùa thu. Đi bộ trong rừng, bước trên mặt đất đầy lá rụng, trong cái xe xe lạnh cuối thu sắp đông, cùng bạn bè hay quây quần bên người thân để cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên, cỏ cây lúc giao mùa. Lá vàng vàng, trời xanh xanh, lòng người rộn ràng vui ca. Tôi dẫn theo gia đình, con trai, con gái, vợ và con dâu đến đây để ngắm cảnh, còn mang theo cả chó nữa. Bắc Kinh, thành phố có diện tích công viên rộng hàng đầu thế giới. Các điểm đến mùa thu ở ngoại ô hay những công viên, khu rừng quốc gia ở Bắc Kinh là lựa chọn của những người không thích ồn ào hay không thích đi du lịch xa. Với họ, đơn giản chỉ là ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm, hít thở không khí trong lành để nạp năng lượng sau những ngày tất bật với cuộc sống mưu sinh. Những nơi này thường không nằm trong các tour tuyến du lịch, nên thường cũng không đông đúc, phù hợp để cắm trại, thư giãn. Ở đây không khí rất trong lành, cảnh đẹp quá, lá vàng mùa thu rất đẹp, tâm hồn mình thư thái. Không chỉ ở các công viên, rừng, núi, ngân hạnh lá vàng, phong lá đỏ, còn có nhiều ở chùa chiền, lăng tẩm. Những cây ngân hạnh 700-800 năm, thậm chí hơn 1.000 năm tuổi, cũng là những điểm đến ngắm mùa thu của người dân Bắc Kinh. Mùa thu ngắm lá vàng, lá đỏ ở Trung Quốc ít được quảng bá quốc tế rộng so với các nước Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, mà chủ yếu du lịch nội địa. Gần đây, Trung Quốc cũng được thế giới đánh giá cao về bảo vệ môi trường, trồng cây xanh. Sống xanh, gần gũi với thiên nhiên, đang giờ đây không chỉ là khẩu hiệu, mà nó đã trở thành một thói quen, cách sống của phần nhiều người dân Bắc Kinh, cũng như nhiều thành phố. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam, tại Trung Quốc.